Tết rộn ràng những ngàn quà tặng. Mừng xuân Quý Mão, quý khách hàng mua sắm trong dịp Tết này tại trung tâm điện máy Công Thành sẽ được bốc lì xì nhận ngay tiền mặt lên đến 2 triệu đồng. Quý khách hàng khi mua máy lạnh được giảm ngay tiền mặt lên đến 300.000 đồng, tặng kèm combo công lắp đặt và vật tư cực kỳ hấp dẫn. Mua những model máy lọc nước Kangaroo và Rocky giảm lên đến 500.000 đồng cùng bốc thăm lì xì tiền mặt cực đã. Quý khách hàng mua bếp điện đòi sẽ được tặng ngay máy xe sinh tố Toshiba 600 quán cùng cơ hội mua bộ nồi 6 món nắp kính cực xịn với giá giảm lên đến 30%. Đặc biệt, vào ngày 7 và ngày 8 tháng 1 năm 2023, điện máy Công Thành sale đồng giá rất nhiều sản phẩm hot với giá chỉ từ 1.000 đồng đến 99.000 đồng. Với tâm niên hơn 30 năm trong ngành điện máy Công Thành luôn tự hào đem đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Còn chần chờ gì nữa mà không ra ngay trung tâm điện máy Công Thành, hàng ngàn khuyến mãi đang chờ bạn. Ra ngay chi nhánh 1 số 12 cách mạng tháng 8 khu phố 4 phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Chi nhánh 2 đường N54 khu tái định cư Lộc An, xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai. Hoặc ngay vào số hotline để được tư vấn trực tiếp. Chi nhánh 1 0914 196 139. Chi nhánh 2 0909 320 939.